mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin một nam tiktoker đi ăn tại quán phở ở hà nội nhưng bị đuổi vì ngồi xe lăn đại diện thanh tra sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết đang vào cuộc xác minh sự việc theo nội dung bài đăng trên Facebook, một chủ tài khoản với gần 150.000 lượt theo dõi cho biết, anh cùng bạn gái đến một quán phở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, anh phải ngồi xe lăn. Khi nhờ nhân viên bê anh và xe có bậc tam cấp, họ đã bị từ chối với câu trả lời: "Quán em không có nhân viên để khiêng người như anh." Khi đến một quán phở gà quen, chủ tài khoản chia sẻ tiếp tục bị nói những lời miệt thị, khiếm nhã. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người bức xúc hành động của hai quán phở có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật. Bên cạnh đó nhiều người nghi ngờ tính xác thực của bài viết, yêu cầu chủ tài khoản nêu tên hai quán phở để làm rõ thông tin. Liên quan đến vụ việc này, đại diện thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện đơn vị này đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.